Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ mọi người. Hôm nay em Toàn có một chiếc đĩa của Adita đây, họa tiết vẽ tay, vẽ xe phú quý. Đây các bác, vẽ xe phú quý và đây là hoa này là hoa phù dung nhé các bác nhé. Vẽ hoa phù xe phú quý và xe hoa phù dung. Đây hàng của Adita đây các bác. Đấy. Adita này. Đây em cho các bác xem đằng sau. Đấy, hàng của Adita chuẩn luôn. Nó có hai cái lỗ xiên để treo đĩa nhá các bác nhé. Đấy, nó có hai cái lỗ. Đây, chuyện ký đầy đủ luôn. Hàng rất là ok luôn. Đây, để em quay cho các bác xem. Đấy, hàng vẽ tay. Chiếc này là rất là đẹp đấy các bạn. Nó vẽ đơn giản nhưng mà nó đẹp. Đường kính của chiếc này là 40 nhá các bác nhé. Đường kính là 40. Chiều cao của đĩa là 5 phân. 5. Mặt đường kính là 40. Là đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà ai mà ưng ý chiếc này thì các bác cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Hàng quá là đẹp luôn, vẽ hoa phù dung, họa tiết vẽ tay rất là đẹp. Đấy, những chiếc đĩa này là em lấy về em chưa lau chùi, chưa cọ rửa gì về. Nếu mà nó có bẩn ở chỗ nào thì các bác cứ cọ chùi hoặc lau rửa giúp em nhé. Đây, những cái chỗ này vẽ vàng rất là đẹp luôn. Hàng Nhật vẽ vàng rất là đẹp. Nhật vẽ vàng thì đẹp thôi rồi luôn rồi. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây mọi người nhá. Em chào mọi người nhá.